Mary là công chúa nhỏ tuổi nhất nước Áo, nhan sắc của cô nổi tiếng khắp gần xa. Áo là một đất nước nhỏ bé, hoàng hậu vì muốn thiết lập quan hệ với Pháp, bà quyết định gả Mary cho hoàng tử nước Pháp, Louis Auguste. Mary ôm lấy chú chó yêu quý, nước mắt lã chã từ biệt mẹ mình, và khởi hành một cuộc hành trình mới. Suốt đường đi, Mary vừa cười vừa nói với người hầu, thỉnh thoảng còn lấy hình của hoàng tử Louis Auguste ra xem. Gương mặt Mary toát lên vẻ ngây thơ và trong sáng của một thiếu nữ mới 14 tuổi, trong lòng cô tràn đầy hy vọng và kỳ vọng về cuộc sống tương lai. Không biết sau bao lâu thì Mary tỉnh lại trong cỗ xe ngựa xa hoa, lúc này cô đã đến biên giới hai nước Áo Pháp, phu nhân ơ nước Pháp đã đợi sẵn để nghênh tiếp Mary. Phu nhân ơ lạnh lùng yêu cầu để lại tất cả những đồ vật thuộc về nước Áo, bao gồm cả chú chó yêu quý của Mary, bởi vì tất cả bọn họ đều có quan hệ huyết thống với nước Áo nên buộc phải quay về, thậm chí đến trang phục nước Áo của Mary cũng buộc phải thay bằng lễ phục nước Pháp. Trong khoảnh khắc ấy, Mary của tuổi 14 chỉ cảm thấy bất lực và hoang mang, không nơi nương tựa. Cô nhận thức được rằng gả vào hoàng tộc nước Pháp không phải chuyện dễ dàng, từ này về sau cô sẽ không còn chỗ dựa nữa. Cảnh quay chuyển đến cung điện nước Pháp, hoàng tử Louis Auguste và bạn bè đang chơi đùa vô lo vô nghĩ, đức vua và quốc công đang bàn luận về con dâu mới là người như thế nào. Xe ngựa của Mary dừng lại trước mặt đức vua, Mary lễ phép và từ tốn, cô hành lễ với đức vua. Đức vua vô cùng hài lòng với nàng dâu xinh đẹp này. Louis Auguste cũng tiến lên để nghênh tiếp vị hôn thê của mình. Hoàng tử đứng giữa những thị vệ cao lớn, khiến anh trở nên nhỏ bé và yếu ớt, cộng thêm biểu cảm ngây thơ vô số tội của mình, trông hoàng tử giống như một đứa trẻ. Mary dịu dàng ôm lấy Louis, sau đó bọn họ cùng nhau quay về cung điện. Phía trước cung điện, hoàng thân quốc thích đã đứng thành hai hàng để đón tiếp vị công nương mới đến này. Sau khi vào cung, Mary choáng ngợp bởi sự hào nhoáng vượt ngoài sức tưởng tượng của cô. Mỗi một thiết kế nhỏ đều thể hiện sự xa xỉ quý tộc của cung điện. Mary vừa tò mò vừa choáng ngợp và say mê trước cung vàng điện ngọc, nhưng cô vẫn tỏ ra điềm nhiên. Không lâu sau đó, Mary và Louis tiến hành tổ chức hôn lễ. Trong hôn lễ, Mary mặc một chiếc váy có hình dáng khá kỳ quặc, nhưng ở thời ấy nó là sự tượng trưng cho thân phận. Dưới sự chứng kiến của mọi người, họ đã kết thành vợ chồng. Đêm hôm ấy, người hầu phục vụ Mary và Louis lên giường, đắp chăn cho hoàng tử và công nương. Mọi người đứng quanh giường họ. Sau khi linh mục cầu nguyện xong, ông và mọi người lùi xuống. Hoàng tử vẫn đơ như khúc gỗ. Sáng sớm hôm sau, quốc công nói với đức vua, đêm hôm qua không hề có chuyện gì xảy ra giữa hai người. Hoàng tử bị ngốc đấy à? Phu nhân Dubarry là tình nhân bên cạnh đức vua, mím môi cười. Cùng lúc ấy, Mary cũng tỉnh dậy, hoàng tử đã thức giấc từ lâu. Các phu nhân và người hầu đi đến thay lễ phục cho cô. Được thay lễ phục cho công nương là một điều vinh dự, chỉ những phu nhân cao quý mới được làm việc ấy. Sau khi Mary cởi đồ ngủ, những phu nhân cao quý lần lượt bước đến giúp cô thay lễ phục. Mary rét run vì lạnh, nhưng cô vẫn cố gắng mỉm cười. Bữa sáng lại được diễn ra trong ánh mắt theo dõi của tất cả mọi người. Hoàng tử vẫn vô cảm, đơ như gỗ. Tôi đúng là cạn lời. Mary chủ động bắt chuyện với hoàng tử, nghe nói hoàng tử có sở thích làm chìa khóa đúng không ạ? Nhưng dưới sự theo dõi của người hầu, hoàng tử chỉ đáp lời một cách lạnh lùng. Mary vốn là một cô gái vui vẻ và cởi mở nên cảm thấy không thích ứng với cuộc sống như vậy. Tiếp đến là buổi cầu chúc nhạt nhẽo và vô vị. Điều này đúng là khiến Mary cảm thấy vô cùng khô khan. Cô nhìn xung quanh và thấy một vị phu nhân lớn tuổi đang ngủ gật. Cô hưng phấn kể với tiểu thư bên cạnh mình. Hai người đang tươi cười thì bị phu nhân ơ nghiêm khắc nhắc nhở, buổi tối là tiệc họp mặt hoàng thân quốc thích. Bọn họ ngồi trên bàn vừa ăn uống vừa nói chuyện phiếm, có người tán thưởng nhân sắc xinh đẹp của công nương đến từ nước Áo, có người lại nhỏ tiếng khinh thường vị phu nhân ở bên cạnh đức vua, bảo cô ta không được dạy dỗ tử tế, không xứng đáng xuất hiện trong hoàng tộc. Hoàng tử vẫn không cảm xúc như thường ngày, anh chỉ lặng lẽ ăn tối. Khi quay về tẩm điện, không biết hoàng tử đã đi đâu, một mình Mary ngủ trên chiếc giường trống trải. Hôm sau, Mary hỏi đức vua, hoàng tử đã đi đâu ạ? Đức vua nói hoàng tử đi săn rồi. Trên đường trở về, Mary nghe thấy lời thì thầm của hai người hầu, nhưng cô cũng không để ý. Màn đêm lại buông xuống, Mary quyết định chủ động tấn công quyến rũ hoàng tử, nhưng hoàng tử nói mình mệt rồi. Mary cũng rất bất lực, hoàng tử ơi là hoàng tử, lẽ nào hoàng tử bất lực ư? Sáng hôm sau, Mary nhận được thư của mẹ mình, mẹ cô giục cô nhanh chóng sinh con để củng cố cuộc hôn nhân này, còn ép cô chủ động làm thân với vị phu nhân được đức vua sủng ái. Để lấy lòng đức vua, thành viên hoàng tộc vẫn luôn tỏ ra coi thường. Vị phu nhân ở bên cạnh đức vua từng làm kỹ nữ, nhưng dưới áp lực đè nặng, Mary không thể không chủ động lên tiếng chào hỏi bà ta. Điều này khiến bà ta vô cùng đắc ý, bởi vì thân phận kỹ nữ trong quá khứ mà bà ta cảm thấy mọi người trong hoàng cung đều coi thường mình. Tuy được đức vua sủng ái, nhưng trong lòng bà ta càng muốn có được sự tôn trọng từ thành viên của hoàng tộc. Bây giờ thân phận cao quý như công nương, Mary đã chủ động chào hỏi bà ta cảm thấy cuối cùng mình cũng có được sự công nhận của hoàng tộc. Đối với Mary, mọi thứ trong cung điện đều vô vị và khô khan. Cô giống như chim khổng tước bị nhốt trong lồng, tối nào cô cũng dè dặt lấy lòng Louis Auguste, nhưng lần nào Louis cũng viện đủ mọi lý do để từ chối. Mary đã thích ứng với cuộc sống vô vị trốn hoàng tộc nước Pháp. Cô đã quen thay lễ phục, dùng bữa trong sự quan sát của mọi người và những buổi cầu chúc nhạt nhẽo. Nhưng khi Mary mãi mà không thể mang thai, cô không thể vô lo vô nghĩ như ban đầu nữa. Lời đồn đại đã truyền khắp cung điện, nước Áo đã chiếm đất của đồng minh nước Pháp, hai nước nảy sinh tranh chấp. Quốc công hy vọng Mary có thể giúp nước Áo giải quyết chuyện này, nhưng Mary hỏi ông ta nên lấy danh nghĩa thân phận của một người Áo hay là công nương nước Pháp đây. Quốc công bất chợt im lặng và trả lời, cả
hai. Trong tình cảnh này, áp lực của Marie càng ngày càng lớn, cô buộc phải sinh con sớm. Cô đi tìm hoàng tử Louis đang săn bắn. Cô nói với hoàng tử, nếu vợ của em anh ấy có thai và sinh con trước cô thì cô sẽ rất mất mặt. Louis hứa sẽ cố gắng hết mình, nhưng đến buổi tối, hoàng tử đã lấy hết dũng khí, kết quả chỉ kết thúc bằng ba chữ ta xin lỗi. Hôm sau, hoàng tử tiếp nhận lời yêu cầu kiểm tra sức khỏe của đức vua, nhưng không có vấn đề gì. Sau đó, sự việc mà Marie lo lắng cũng đã xảy ra. Khi cô đang ăn sáng, phu nhân hốt hoảng chạy đến bẩm báo vợ của hoàng tử thứ đã hạ sinh. Marie và Louis vội vã chạy đến, nhìn thấy hai người họ đang hạnh phúc ôm lấy đứa trẻ. Marie cũng mỉm cười chúc phúc hai người, sau đó quay người trở về cung điện của mình. Trong lòng cô vô cùng buồn bã, Marie quay về phòng mình, cô không thể nhẫn nhịn được nữa, bật khóc thành tiếng nức nở. Sau lần ấy, dường như Marie đã nghĩ thông rồi, nếu cô không thể làm tròn nhiệm vụ của một con cờ chính trị thì chi bằng cô hãy hưởng thụ cuộc sống này. Vì thế, Marie bắt đầu mua những vật phẩm xa xỉ, cả ngày chỉ có mua trang phục lộng lẫy, những đôi giày đắt tiền, vàng bạc ngọc ngà, muốn gì có nấy, có khi cả đời cô cũng không mặc hết. Nhưng cô không kìm chế được khát vọng mua sắm của mình. Ngoài việc mua sắm, cô còn hay tổ chức tiệc tùng, những ly rượu vang được đổ như nước lọc, ngón tay ngọc ngà lướt qua những món ăn đẹp đẽ, những chiếc bánh kem cầu kỳ liên tục được bưng lên. Xem đến đây, chúng ta không thể không thừa nhận rằng cuộc sống giàu có đúng là quá hạnh phúc sung sướng, nhưng chỉ chơi trong cung điện đã không thể thỏa mãn Marie. Cô và các tiểu thư khác lén lút ra ngoài tham gia lễ hội hóa trang. Trong lễ hội ấy, cô gặp một vị tướng quân trẻ tuổi tuấn tú, hoàn toàn khác với vị hoàng tử cả ngày không cảm xúc kia. Tướng quân biết cách lấy lòng phụ nữ, Marie đã chìm đắm trong tình yêu, ngoại tình cũng được, lăng loàn cũng được. Cuối cùng, Marie cũng thoát khỏi cái bóng của một công cụ sinh sản vì quyền lực để cảm nhận thấy mùi vị của tình yêu. Nhưng trên đường trở về cung điện, Marie nhận được tin đức vua đã qua đời, Louis trở thành người thừa kế ngai vàng, vua Louis 16. Và sau khi Marie trở thành vương hậu, bà càng tiêu tiền như nước. Với tư cách là một đức vua, Louis cảm thấy rất có lỗi với Marie, nên ông vẫn luôn chiều theo sự xa hoa vô độ của bà. Một ngày nọ, anh trai của Marie đến nước Pháp, ông nói chuyện với Louis, ông nói rằng quan hệ giữa nam và nữ giống như một ổ khóa, mỗi một ổ đều có chìa khóa kèm theo, không có chìa khóa thì không mở được khóa. Dường như Louis đã được khai thông. Đêm đó khi quay về, ông đã làm chuyện đó với Marie. Marie nhanh chóng mang thai, cô công chúa đầu tiên đã ra đời. Louis đã tặng vương hậu một cung điện làm quà, phong cảnh cung điện vô cùng đẹp đẽ, giống như một nông trại, còn nuôi cả động vật giống như vườn hoa bên ngoài thế giới. Marie và các tiểu thư chỉ đắm mình trong cung điện, thành viên hoàng tộc lên tiếng chỉ trích. Lúc này, Marie đã không được lòng người, Louis muốn Marie tổ chức tiệc nghênh đón tướng quân thắng trận trở về. Marie gặp lại vị tướng quân trong lễ hội hóa trang, hai người lâu ngày không gặp quấn nhau như keo. Marie đã phản bội vua Louis 16, cuộc sống trong cung thì hào nhoáng, lãng phí, bách tính lại sống trong cảnh lầm than, nghèo đói. Đức vua nhận được tin quần chúng bạo loạn đã chiếm lĩnh nhà tù Bastille, cuộc sống xa xỉ trốn cung điện cũng đến hồi kết. Nội bộ hoàng tộc nước Pháp rối ren và hỗn loạn, quốc khố trống rỗng, không thể giúp bọn họ tiếp tục tranh đấu. Hoàng tộc lần lượt chạy trốn đến nơi an toàn. Thân làm vua một nước nên Louis 16 đã ở lại cung điện Versailles, Marie cũng quyết định ở lại cùng với đức vua. Hai người đúng là ngây thơ, không biết chính mình phải đối mặt với điều gì. Quần chúng phẫn nộ tấn công vào cung điện, hai người bất lực tìm đường chạy trốn. Trên xe ngựa, Marie quay đầu nhìn lại, cô nhìn về đài phun nước phía trước cung điện. Vua Louis 16 tò mò hỏi, nàng vẫn còn tâm trạng ngắm cảnh ư? Marie đáp, cô chỉ đang chào tạm biệt. Cảnh quay này đã kết thúc bộ phim ấy. Trong lịch sử, vua Louis 16 và vương hậu Marie bị đưa đến đoạn đầu đài. Rất nhiều người cho rằng sự lụi bại của hoàng tộc nước Pháp là bởi vì cuộc sống vô độ của vương hậu Marie. Nhưng Marie vốn chỉ là cô gái ngây thơ, trong sáng năm nào, sự thành bại của một hoàng tộc sao có thể bị ảnh hưởng bởi bàn tay của một người phụ nữ chứ? Mùi vị của hạnh phúc và vui vẻ vẫn vương vấn đâu đây, nhưng đã trở thành ngày hôm qua. Những bông hồng vàng của cung điện Versailles thật hoàng nhoáng và lộng lẫy, nhưng rồi cũng đến lúc phải lụi tàn. Câu chuyện hôm nay đến đây là kết thúc. Tạm biệt các bạn, mình là King Media.